Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 31 tháng 10 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn đưa quan hệ Việt Trung phát triển lành mạnh, ổn định. Giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp để hạn chế thất thoát các nguồn lực phát triển đất nước. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. Giám sát tối cao của Quốc hội. Tượng trong tiết kiệm chi là hơn 300 năm. Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, thất thiệt liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng. Đồng đô la Mỹ lại tăng giá so với các loại tiền tệ chủ chốt khác ở châu Á. Kính thưa quý vị, chiều nay tại Đại lễ